Rồi. Cuộc sống thật vui, xin chào các bạn nha. Mình đổi tên lại rồi, Happy Life True Life. Bây giờ mình đổi lại là Sống Thật Vui nha các bạn. Vậy thì hồi nãy mình có cái clip chỉ cho các bạn làm kẹo đậu phộng rồi á, thì còn cái phần sót lại này mình cố gắng mình gói kẹo để cho các bạn thấy phụ nữ Việt Nam mình cũng đảm đang lắm nha. Ngoài việc đi làm ở ngoài xã hội để kiếm thu nhập thì ở nhà cũng cũng có cái làm được các bạn ơi. Thì bây giờ mình tiếp tục nha. Mình có quảng cáo sơ với các bạn là mình hồi xưa mình có đi gói kẹo dừa, cho nên cái phần gói là mình ok lắm các bạn. Các bạn xem cho vui nha. Thì thật ra nếu mà nói buồn thì ai cũng có. Nói trước đây hơn một tháng mình rất là buồn các bạn. Tại trong gia đình có chuyện, mình thấy cuộc sống rất là bế tắc. Lúc đó mình cứ bây giờ nhắc lại cũng muốn khóc luôn đó các bạn. Cứ nghĩ sao mình khổ quá. Cứ nghĩ sao mình quá là dở. Mình đã làm đủ hết rồi mà sao cuộc sống của mình nó vẫn khổ như vậy. Không phải là khổ về mặt vật chất các bạn, khổ về mặt tinh thần, về mặt con cái. Cho nên hồi cái Giáng sinh đó, các bạn thấy có một cái clip mình vừa nói mà mình nước mắt mình nó chảy xuống đó. Thì lúc đó nói thật mình rất là buồn luôn, mình cũng không biết làm gì hết, cho nên mình mới chạy ra mình lấy cây Giáng sinh để mình gắn lên cho nó đỡ buồn. Sau đó mình quay cái clip cho các bạn coi mà vừa nói mà vừa khóc á, thì lúc đó mình tệ lắm các bạn. Rồi bây giờ thì không phải là hết tệ, nhưng mà nó bớt tệ, nó có chiều hướng đi lên, tức là nó không có còn quá là thấp như hồi xưa, nó giống như hồi trước đó, nhưng bây giờ nó tạm tạm ổn định lại một chút xíu. Nếu mà mình so sánh á, thì cũng chưa có lại bình thường, nhưng mà so với cái mà tệ lắm á, thì mình đã có tiến bộ các bạn. Cho nên mình thấy thôi thì gì tới nó tới, mình đã tận sức rồi các bạn. Cho nên mình cuối cùng mình chấp nhận hết. Thì bây giờ nó đỡ hơn một chút xíu, mình vẫn đi làm bình thường, mình giảm lại. Đồng thời á, hai vợ chồng mình share ra, mỗi người làm mà phân nửa để dành thời gian cho con. Tại tụi mình hồi xưa qua thì cứ ham làm ra tiền để mà lo cuộc sống, chứ quên đi mình đã lo dữ lắm các bạn, lo cho các con dữ lắm luôn. Nhưng tới hồi các con lớn rồi thì mỗi đứa có một cái cá tính khác nhau. Mình cũng đâu có làm gì được hơn được nữa, coi như là try it the best rồi. Không nổi nữa thì thôi mình buông tay các bạn. Cho nên nhiều khi mình không dám share với các bạn, tại cái tánh mình mít ướt lắm, hễ mình nói tới đâu cái nước mắt mình muốn rừng ra nữa. Giống bây giờ mình đang nói với các bạn là mình đã cảm thấy đỡ hơn, nhưng mà hễ muốn nhắc lại với các bạn một chút xíu về chuyện đó thì nước mắt mình nó cũng trực chờ sẵn rồi đó. Thành ra thôi cho mình xin lỗi nha. Mình chỉ nói được mé mé thôi, tức là mình không có được vui về đường con cái. Vậy thôi nha các bạn. Rồi từ từ hễ nó ổn định lại rồi mình cho các bạn hay nha. Thì bây giờ trong cái không khí này ai cũng lo lắng nha các bạn. Tình hình ở bên đây á, cái Covid á nó vẫn tăng các bạn. Giống như mình có hai cái lớp dạy là in person, là phải vô trường dạy á, là lên list hết rồi, học sinh đăng ký học rất là đông. Thì trước khi một hai tuần trước khi cái ngày nhập học á, thì trường ra lệnh là phải dạy online. Cái đợt đầu á thì đáng lẽ cái lớp của mình dạy á là đầu tháng 1 thì trường mới bắt là hai tuần đầu á thì dạy online, sau đó nó sẽ có thông cáo mới. Thì gần hai tuần á nó sẽ có thông cáo á là tiếp tục cho tới tháng 3. Thì các bạn thấy từ tháng 1 nhập học mà cho tới tháng 3, tức là mất của mấy học sinh tới mười mấy tới cả hơn gần 10 tuần rồi. Mà nếu mà đi học lại 7 tháng 3
thì chỉ là tuần sau là tới spring break là các học trò lại được nghỉ một tuần. Thì các bạn thấy giống như là gần hết khóa học rồi. Tháng 4 là chuẩn bị final, rồi cái tháng 5 là final, xong hết khóa học rồi. Mà như vậy tình hình nó vẫn tăng các bạn. Mình nghe báo cáo mỗi ngày là vẫn tăng, cho nên là trường sợ khi mà các em tới học á, mặc dù đã làm đủ mọi thứ rồi, đã làm giãn cách, đã có chích ngừa, đã có số lượng học sinh vô lớp ít, cái gì đã làm hết rồi, nhưng mà nó thấy cái tỷ lệ ở trên LA vẫn tăng, cho nên nó sợ, nó không muốn cho học sinh vô rồi cái bị bệnh này kia nọ vậy, nó không muốn, thì nó cho dạy online hết. Thành ra hôm nay mình dạy online thì mình có một lớp mình đã dạy hồi năm ngoái rồi, cho nên mình có thể sử dụng những cái bài mình đăng video cho các học trò đó thì cũng còn được. Nhưng có những cái thì nó hồi xưa giờ mình dạy person không, cho nên mình phải làm lại hết, mình làm lại mấy cái video rất là cực các bạn. Tại vì bên đây á, nếu mà mình làm một cái video mà mình đăng lên cho học sinh á, thì mình phải trừ hao luôn là trong số những cái học sinh mà nó không có nghe được, nó không có thấy được, là tức là nó khiếm khuyết tật đó các bạn, thì mình phải chuẩn bị cái đó luôn cho học sinh. Thành ra nó rất là cực, mình phải thâu âm, rồi mình phải caption lên, mình phải CC lên để cho các em nó được hết. Hồi nãy mình có nhắc với các bạn là những cái phần kẹo thừa các bạn, giống như nó còn dụng về vậy nè, nếu mà các bạn thấy mình gói được thành một cục á thì mình làm, còn nếu mà không được á thì mình để dành ăn cũng không có sao. Tuy nhiên á, những cái kinh nghiệm của những lần trước á, mình thấy á, những cái nhỏ nhỏ vậy nè, các bạn cứ 2-3 cái các bạn góp lại thành một cái, nó vẫn work như thường các bạn, không có vấn đề gì hết, nó vẫn là ngon như thường nè các bạn thấy không, thì nó vẫn là ngon như thường. Thành ra mình cứ việc gói á. Với lại mình làm cái này á, cốt yếu là để cho gia đình hoặc là mình thân thiết với bạn bè mình cho người ta ăn, để người ta thưởng thức có cái mùi vị nó fresh, nó không có pha chế gì hết á. Cho nên mình nghĩ mình làm kiểu gì cũng ok hết các bạn. Mình làm bằng cái tấm lòng, mình làm thật, mình làm nguyên liệu rất là ngon. Rồi cái công cán của mình làm, cho nên là xấu hay đẹp, sorry, xấu hay đẹp mình nghĩ nó không phải là cái điểm chánh đó. Cái điểm chánh là ngon, với lại cái người ăn người ta thưởng thức được cái vị của cái món ăn mình làm thì mình nghĩ là được rồi, chứ không cần phải khéo. Có khi mình làm ra cái cục nó không gì hết, nhưng mà vô cái miệng thì nó lại vừa các bạn. Cái miệng của mình giống mình hay nói đùa, cái miệng của mình thì nhỏ thiệt, nhưng mà ăn hoài được hoài, cho nên mấy cái lụng dụng này các bạn ơi, ăn hoài là không có chê vô đâu được hết các bạn. Đó các bạn thấy mình gói nghề không? Đây, một mâm kẹo của mình đó. Đó các bạn thấy, một tô đậu phộng, một 3/4 đường thì các bạn ra một cái mâm kẹo này nè. Đó, các bạn thấy không? Chỉ có cái là hơi cực một chút là mình phải bỏ công. Nhưng mà nếu mà công mà thành ngon thì cũng ok ha các bạn. Không tới nổi. Mấy cái cục này nè, mình lại cứ vớt vát lại vậy mà hồi nó cũng thành kẹo được nhiều cục lắm luôn. Cũng đâu có gì mà. Nó chỉ là nó không có hình dáng gì đặc biệt thôi. Nó là một cái hình tổng hợp. Mà miễn nó ngon là được rồi. Nói vậy thôi chứ mình cũng không nên gói những cái nhỏ nhỏ này quá. Lý do là cái cạnh nó rất là bén các bạn. Nếu mà nó bén á, thì nó dễ cắt cái vỏ này, dễ cắt cái bao bìa của mình. Mà nó cắt được á, thì có hơi khí vô. Mà hơi khí vô thì nó làm cho kẹo của mình bị mềm các bạn, thì nó lại cũng không ngon. Thôi thì để vô bịch cho ai muốn ăn thì ăn hết các bạn. Đây là cục C lần sau hết. Đó các bạn, nó ra vậy ha. Nếu mà khéo thì nó cỡ này. Vuông vức thì nó cỡ này ha các bạn. Đó, thì khi mà mình lên bịch á thì mình cho cái nào khắc khéo mình cho nó lên đầu các bạn, còn cái nào mà nó không khéo á thì mình cho nó xuống dưới cho nó xuống dưới đáy hộp. Thì các bạn thấy nếu mà được á thì nó sẽ hình đẹp như vậy, còn không có thì mình cứ việc mình để thoải mái các bạn ha. Vậy là mình có một cái mâm kẹo đậu phộng rồi. Bây giờ các bạn cái thừa này nè ha, hồi nãy á, cái lần trước mình đã bỏ vô đây rồi, bây giờ mình tiếp tục để
thì mình có mấy bà chị thích cái này lắm luôn, tức là cứ xin mình mấy cái kẹo vụn á. Thì mình ráng mình lấy cho hết mấy cái đậu á các bạn, lấy ra. Còn cái phần mè mình lại gom vô để mình làm cái mè đen á các bạn. Nó rất là ngon. Thì mình làm chung với mè đen. Rồi ha. Bây giờ trước khi làm mè đen á, thì mình cũng nhắc các bạn luôn. Khi mà mình làm xong một cái mẻ kẹo nào á, thì các bạn phải nhớ nha. Phải rửa dụng cụ cho sạch rồi lau khô trước khi mình bắt đầu cái mới. Mình không muốn cho nó dính một cái miếng đường nào cũ hết. Tại vì khi có thì cái đường cũ đó nó sẽ chảy trước ạ. Nó ngoài không khí nó sẽ chảy trước, nó làm cho cái kẹo mới của mình bị chảy luôn. Theo thứ tự nó như vậy đó nha. Rồi, thấy các bạn thấy không? Một cái bịch này nè mà có một ly cà phê thì các bạn ăn tuyệt vời luôn. Rồi, mâm kẹo cũng đã xong. Bây giờ mình bắt đầu làm cái kẹo mè đen cho các bạn xem nha. Rồi khi mà mình rảnh rỗi mình đi kiếm dừa non. Phải dừa non mới được để làm mứt dừa. Mình cũng biết làm mứt dừa nữa nhưng mà cũng ăn ngon thôi chứ không có khéo các bạn. Thì mình sẽ kiếm dừa non. Mà ở bên đây dừa rất là khó kiếm. Nếu mà các bạn kiếm được dừa ngon thì các bạn phải mua rất là nhiều trái thì các bạn mới lựa được những cái trái mà mình thích. Thí dụ mình ra chợ mình lựa thấy vậy á. Mình mua cả chục trái về mình dùng chỉ được 3 trái, 4 trái là ngon thôi. Còn phần còn lại là không có ngon. Hồi xưa nó rẻ các bạn. Hồi xưa mình nhớ mấy người chị mình mua cho mình một trái hơn 1 đồng à. Dừa tươi á, cũng đồng, đồng rưỡi, đồng 75. Còn bây giờ á, hồi xưa mua chợ Mỹ rất là nhiều. Chợ của Mexico rất là nhiều dừa. Dừa ăn, dừa để mà làm nạo làm mứt dừa rất là ngon. Tuy nhiên về sau này á, nhiều người Việt biết rồi. Người ta đi mua rất là nhiều thì nó cũng biết luôn. Nó tăng giá, bây giờ một trái là phải 3-4 đồng. Mà thậm chí là không có được ngon. Cho nên là nếu mà có được dừa ngon, mình sẽ làm một cái clip về mứt dừa cho các bạn xem nha. Tức là ở bên Việt Nam thì các bạn làm khéo rồi. Nhưng bên đây mình tùy theo cái material mình có, với lại cái thời gian của mình có ở bên đây, theo cái phương tiện của bên đây, thì mình cũng có mứt dừa cho các bạn xem. Thì tuy là màu sắc nó sẽ không đẹp bằng bên Việt Nam, nó không có khéo bằng đâu. Nhưng mà chất lượng thì cũng chắc 1 8 1 10 các bạn nha. Rồi, vậy thì... cuộc sống thật vui. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn lần sau.